bác ái xã hội, nghề hay sứ mạng? Sứ vụ là làm vì Chúa, noi gương Chúa dạy và hướng tới tha nhân. Bác ái là bản chất của giáo hội. Đâu là sự khác biệt giữa làm bác ái của người Công giáo với việc bác ái ngoài xã hội? Để được thưa y đức bác ái Kitô giáo, trước tiên là ta phải sống đời sống Kitô hữu đúng nghĩa với tư tưởng của Đức Kitô. Bác ái là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Nằm trong khuôn khổ hội thảo tiền công nghị của Ủy ban Bác ái xã hội với chủ đề Bác ái xã hội, nghề hay sứ mạng, trong phần thuyết trình của mình, cha Giuse Nguyễn Văn Diễm, Phó Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha đã khái quát định nghĩa về nghề được hiểu như thế nào trong xã hội hôm nay và sứ mạng của thành viên Ban Bác ái xã hội. Cùng với đó, trong phần thuyết trình của mình, cha Giuse đã đề cập đến hai nội dung chính, tổ chức Caritas, trong đó bao gồm nội dung giáo hội vẫn làm việc bác ái, mục đích của tổ chức Caritas, và đặc biệt là nội dung người Công giáo thực thi sứ mạng bác ái. Caritas là bác ái, đó thật là đúng nghĩa, bởi vì bác có nghĩa là rộng rãi, bao trùm, ái là tình yêu thương. Như vậy, bác ái là một nghề hay là một sứ mạng? Sứ mạng là nhận lãnh một việc gì đó do người trên giao phó. Đức Phanxicô nói rằng chúng ta đừng mệt mỏi khi làm việc bác ái cho người lân cận. Ta làm việc lành chỉ vì muốn được người đời khen ngợi, muốn gây thêm uy tín, khoe cái tốt của mình cho thế gian. Bởi lẽ cũng chính vì những nội dung rất thiết thực được cha Giuse đưa ra trong phần nội dung thuyết trình của mình khiến cho phần thảo luận trực tiếp càng thêm sôi nổi và phong phú. Xã hội thì là quan tâm nhiều hơn đến cho tặng cái hiện vật. Còn bác ái ngoài xã hội, bác ngoài bên Công giáo của chúng ta thì ngoài trao tặng hiện vật thì chúng ta có thể còn quan tâm hơn đến những lời cầu nguyện và những lời an ủi. Các tổ chức và cá nhân là bác ái xã hội, họ thường làm để vì lợi cho họ, cũng có thể là họ cũng vẫn là trong cái tâm là họ cũng nghĩ đến những người nghèo, nhưng cũng có một phần họ muốn đánh bóng tên tuổi của họ, có thể hiện họ hơn. Giống như cha Diễm cũng vừa chia sẻ, tức là họ cũng muốn là làm cho mình khoe khoang, thể hiện mình. Nhưng còn riêng bác ái mà bên Công giáo thì vì tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta làm trao ban cái tình yêu của Thiên Chúa cho những người nghèo khó. Mỗi một gia đình nghèo, trong 30 gia đình nghèo của giáo xứ chúng con thì tháng nào họ cũng nhận được một yến gạo. Đấy là món quà của Caritas mang đến cho họ. Và con cảm nhận được như thế này. Có một gia đình, bác ấy tên là bác Hải, và khi mà bác ấy chuẩn bị qua đời thì bác ấy nói lên một cái điều như thế này, là họ cảm nhận được cái điều: nếu như tôi mất đi rồi thì ở nhà tôi bây giờ, tôi xin các chị ở trong ban Caritas đừng cắt đi cái suất gạo đấy của tôi, mà hãy để lại cho bà vợ của tôi được nhận, có được không? Tức là xong rồi bác ấy nói như vậy là bởi vì bác ấy nói rằng tôi muốn rằng là tháng nào cũng có Chúa đến thăm gia đình nhà tôi. Để là người Công giáo làm việc bác ái đúng nghĩa thì trước tiên chúng ta sẽ làm việc bác ái tại gia đình nhà mình trước tiên nhất, và nơi anh chị em của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ làm việc bác ái bên ngoài xã hội. Cũng nằm trong khuôn khổ của ngày hội thảo là phần tham luận của anh Giuse Mai Quang Huy với chủ đề Niềm vui và những thách đố của người làm bác ái, với hai luận điểm chính: niềm vui của người làm bác ái và những thách đố khi thi hành sứ mạng. Trong phần niềm vui của người làm bác ái, anh Giuse Mai Quang Huy đề cập đến cứu trợ khẩn cấp và phục hồi kinh tế sau thiên tai, cổ võ cuộc sống hòa bình và hòa giải trong xã hội, lưu tâm đến việc phát triển con người toàn diện. Hội viên Caritas chúng con luôn phải chiến đấu với bản thân để vượt qua những ý nghĩ không lành mạnh như muốn có một thù lao cân xứng với công sức bỏ ra. Bên cạnh đó, chúng con mong muốn Caritas giáo phận, các giáo xứ và các cha xứ, thứ nhất, duy trì tổ chức các buổi tĩnh tâm sinh hoạt cho các hội viên để mọi người hiệp thông với Chúa, hiệp thông với nhau trong hoạt động bác ái. Đồng thời, nâng đỡ tinh thần hội viên, giúp mọi người vượt qua được những cám dỗ, gắn kết mọi người trong hoạt động bác ái. Thứ hai, tổ chức tập huấn cho các hội viên, đặc biệt là cho ban điều hành Caritas các giáo xứ, để mọi người hiểu rõ linh đạo, sứ mạng của Caritas, nhờ vậy các hoạt động bác ái sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, thống nhất,
đúng tinh thần Caritas. Với những ước mong và vấn đề tiếp tục được đặt ra trong phần thảo luận của anh Giuse Mai Quang Huy, hội thảo tiếp tục đặt ra những vấn đề thảo luận trực tiếp. Có khi đến nhà thì người ta trông thấy mình thì người ta khó chịu lắm. Thế còn có nhà thì đến người ta bảo rằng là thế em đi làm bác ái cho người ta thì ai làm bác ái cho chúng em? Chúng ta phải hiểu đây là cái chứng tá bác ái nữa để cho mọi người qua cái chứng tá hoạt động bác ái của giáo xứ với Caritas giáo phận để mà chúng ta làm gương mẫu cho mọi người trong cái lĩnh vực bác ái này. Gặp khó khăn nhất là con phải đi khảo sát các vùng sâu vùng xa. Muốn làm bác ái cũng phải ra báo cáo mặt trận. Thì đấy là cái khó khăn về chính quyền. Nhưng đến bây giờ thì họ cái nhìn của họ cũng có khá hơn một chút. Đó là cái sự đối thoại và kiên trì. Cha xứ có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển và các hoạt động bác ái của giáo xứ. Chuẩn bị cho mình những kiến thức. Bởi vì là khi mà chúng ta có những kiến thức về cái mảng chúng ta phục vụ, ví dụ như là nhóm của con là nhóm bảo vệ sự sống ạ, thì chúng con có kiến thức về sức khỏe sinh sản, thì chúng con đi gặp những chị em bầu thì có thể nói cho họ hoặc là mình lắng nghe họ nó tốt hơn. Là việc mình không có gì trong tay mà mình gặp họ thì đôi khi họ hỏi ngược lại mình là mình không trả lời được họ thì sẽ dẫn tới cái việc khi mình tư vấn cho họ sẽ thất bại. Trải qua những giây phút thảo luận sôi nổi với những ý kiến rất thực tế, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã đưa ra những chia sẻ tổng kết qua 4 điểm lưu ý. Công việc bác ái là một nghề hay sứ mạng? Sự đa dạng của hoạt động Caritas? Sự khác biệt giữa bác ái ngoài xã hội và công giáo? Và bác ái là bản chất của giáo hội? Công việc bác ái là một nghề hay là một sứ vụ? Nghề thì người ta nhắm đến thu nhập. Sứ vụ là nhắm đến cho đi. Nghề thì thu vào. Đặt mình làm tôi, làm cái tôi, làm trung tâm. Trong khi đó, sứ vụ là làm vì Chúa, noi gương Chúa dạy và hướng tới tha nhân. Khi nói đến Caritas thì phần lớn trong thâm tâm của chúng ta đều hiểu là việc giúp những người nghèo, những người ở vùng lũ lụt, nạn nhân hoặc là những người cơ nhỡ, bất hạnh. Nhưng mà các hình thái của Caritas thì phong phú hơn rất nhiều. Tôi có thể liệt kê như là những công việc bảo vệ sự sống. Thứ hai là bảo vệ môi trường. Điều thứ ba là chăm sóc những người khuyết tật hay là trẻ mồ côi. Điều thứ bốn là chăm sóc và giúp đỡ những người HIV và những người nghiện ma túy. Điều thứ năm là giúp học bổng cho trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Và điều thứ sáu là giúp cọ vật nuôi và cây trồng cho những nông dân ở những nơi nghèo. Đâu là sự khác biệt giữa các hoạt động từ thiện ngoài xã hội với những hoạt động bác ái của giáo hội chúng ta? Chúng ta so sánh sự khác biệt, chứ không so sánh sự hơn thua. Chúng ta không khẳng định là việc bác ái của giáo hội của người công giáo là hơn không. Chúng ta không khẳng định như thế, nhưng mà chúng ta thì tìm ra đâu là sự khác biệt. Tất cả các hoạt động từ thiện đều rất đáng trân trọng. Dù đó là một đoàn thể của nhà nước, dù đó là của một tôn giáo, dù đó là của một nhóm người không nhân danh tôn giáo đoàn thể, dù đó là của những cá nhân. Tất cả đều xuất phát từ trái tim, cho nên tất cả những hoạt động từ thiện đều rất đáng trân trọng. Nhưng mà khi chúng ta hỏi đâu là điều khác biệt, thì là chúng ta so sánh sự khác biệt, chứ không phải chúng ta khẳng định sự hơn và kém. Vậy thì khác biệt ấy là ở chỗ nào? Đó là chúng ta làm việc bác ái Kitô giáo theo tinh thần đức tin và theo giáo huấn của Chúa Giêsu.